Dạ xin chào chúng chị đã quay trở lại với kênh của em buổi chiều ngày hôm nay nha Hiện tại thì em đang có mặt ở ngay sau nhà này Và trước mình anh chị đây chính là bốn con bò sữa nha anh chị Thì hôm nay thì em lên là bò cái nha anh chị ba con bò cái và một con bò đực ha Thì mấy con bò này thì nói từ 3 tháng cho đến là 5 tháng nha Thì trong đây thì có hai con nhỏ nhất nha anh chị Là một con cái và một con đực được 3 tháng nha Đó Còn hai con kia thì được 5 tháng nha anh chị thì mấy con bò này thì nó biết ăn rôm ăn cỏ rồi nó cũng biết ăn cám rồi thì nói chung là hai con nhỏ này thì anh chị mình có sữa mình dặm sữa thêm thì nhanh lớn còn mình không có thì mình cho ăn cám bò cũng được luôn tại vì biết uống uống nước cám bò rồi đó thì bốn con bò sữa này thì em đã kiểm tra từng con một hết cho anh chị mình ha. xá tích là nghiêm chỉnh ha, xá mặt xá lưng thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nè còn chân móng tất cả bốn con thì hoàn thiện ha, chân cẳng thì đứng thẳng qua tất cả toàn bộ luôn là móng sò hết nha anh chị rất là đẹp nha thì bốn con bò này á, thì anh chủ nhà bán đồng giá sang cạ nha anh chị là 5 triệu đồng một con ha đó tổng cộng hết bốn con thì 20 triệu nha anh chị đó thì bò này á, hôm nay thì em lên bò cái và một con đực nè thì bò cái á, thì có nhiều anh chị mình mua về mình nuôi á, mình à, lấy sữa nè đó và mình nuôi sinh sản cũng được luôn nói chung là cái giống bò sổ này mình nuôi sinh sản thì rất là tốt nha anh chị đực thì mình nuôi của béo nha tại vì có một con đực ha toàn bộ thì ba con bò cái và một con đực nha anh chị đó thì mấy con bò này thì anh chủ nhà đã chích diêm ngừa phòng ngừa là diêm da nó cục hết rồi nha anh chị nên là mình mua về em chỉ cần nuôi thôi mình không cần phải mình chích gì nữa nha tất cả là đã tiêm ngừa hết rồi nha anh chị thì anh chủ nhà có nói với em á thì nếu như mà cô chú chị em mình á mình mua hết bốn con này á thì anh sẽ bao xe cho anh chị trong phạm vi là 50 cây ha từ củ chi nè tây ninh và bình dương á, cứ trong phạm vi là 50 cây thì anh sẽ bao xe về tận nhà cho anh chị luôn còn như mà anh chị mà mình đang ở xa hơn á thì ngoài 50 cây thì anh chị phụ lại em cái tiền xe ha với lại là hôm nay thì em lên là bò cái nhiều nha anh chị ba con bò cái và một con được ha bò cái thì mình làm giống mình lấy sữa cũng được luôn tại có nhiều anh chị mình thích nuôi bò cái mình đem về lấy sữa á. đó được thì mình để lại làm mình nuôi bổ béo nha anh chị nói chung là những cái con bò này thì nó rất là đẹp nha anh chị giá thì nói chung là cũng hợp lý nha cái này anh chị mua ở ngoài thì rất là khó nha anh chị Chỉ có trên kênh các em ha Đó Trên kênh các em thì mới có bán bộ sổ nha anh chị Bộ sổ này thì nói chung là cái nguồn vốn bỏ ra đó rất là rẻ luôn Tại sao này anh chị bán ra Thì mình nuôi lớn lên thì kinh tế rất là cao ha thì em mong thì nếu như mà anh chị em mà mình khiển chí muốn mua thì có liên hệ trực tiếp ngay xuống hội cho em ha đặt cọc em một triệu đến 2 triệu nha anh chị để chúng ta là giữ bò ha rồi bây giờ em cũng xin kết thúc luôn nha cô chú anh chị